Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, bạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời như hoa đàm bát, bạn... no. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay chương trình Phật Pháp căn bản mời các vị lắng nghe nội dung bác thánh đạo tiếp theo. Chúng ta tìm hiểu đến chánh ngữ và chánh nghiệp. Thiết nghĩ những nội dung này rất là quen thuộc, rất gần gũi với chúng ta. Tuy nhiên, để hiểu sâu xa và có nền tảng căn bản vấn đề này, chúng ta không có dở dàng chút nào. Mời Thầy chúng ta có pháp uẩn, túc luận những khái niệm do Đức Thơ Tôn dạy, Tôn giả Mục Kiền Liêng đã lưu truyền để chúng ta có thể hiểu sâu và chúng ta có thể tin tưởng lời của tôn giả một kiền liên là hoàn toàn đúng bởi vì đơn giản tôn giả sống cùng thời đại với đức phật và hôm nay chúng ta tìm hiểu chánh ngữ là gì chánh ngữ là gì làm sao để chúng ta đạt được chánh ngữ đó là điều quan trọng chúng ta nói nên có chánh ngữ chúng ta nói rằng im lặng trong chánh pháp nói năng trong chánh pháp đó là người có chánh ngữ vậy thì như thế nào gọi là im lặng trong chánh pháp im là im ru không nói gì hết gọi là im lặng hay sao chưa hẳn như vậy miệng mình không nói ra lời nhưng tâm của mình vọng khởi bao nhiêu câu chuyện nói năng trong chánh pháp là cứ y kinh mà nói đừng nói cái gì sai với kinh luật luận cũng chưa hẳn bởi vì y kinh mà nói đôi khi người ta phiền não thành ra sử dụng kinh như vậy cũng chưa hẳn gì là thích hợp à, vì vậy cho nên chúng ta hiểu chánh ngữ như thế nào cho phù hợp với chân lý các vị có nghe rõ không dạ yeah. như vậy thì thưa lập quý vị ở đây chúng ta phân tích từng câu, từng lời ở trong Pháp Uẩn Túc để chúng ta tác ý cho đúng với thanh giáo của Như Lai. Thánh đệ tử, tức là đệ tử của Đức Thơ Tôn, đệ tử của Bậc Thánh Giác Ngộ, tư duy về khổ cho đến tư duy về đạo. Nghĩa là tư duy, suy nghĩ về khổ, về nguyên nhân của khổ, về niết bàn diệt đế và về đạo giải thoát đạt đến niết bàn chúng ta tư duy tư duy bốn lĩnh vực đó đó là khổ tập diệt đạo tư duy như thế nào cái quá trình tư duy đó nó diễn ra như thế nào chúng ta gọi là gì là do lực phân tích do lực tư trạch tương ưng tác ý vô lậu như thế nào gọi là tương ưng tác ý vô lậu Tư duy vợ tứ thánh đế Ở trong trạng thái vô lậu Tức là trong trạng thái không bị tham Không bị sân Không bị si chi phối Tham ở trong một nền văn hóa Và cái gì diễn ra sai với nền văn hóa Chúng ta tìm cách bài bác nó Tư duy đó không phải là vô lậu Chúng ta sai với học thuyết mà mình đang tôn thờ cho nên chúng ta bài bác những gì trái ngược với học thuyết của mình tư duy đó là tư duy bảo thủ trong học thuyết của mình không phải tương ứng tác ý vô lậu. hoặc giả dạ, chúng ta thấy tại sao mọi người lại cứ theo đạo phật trong khi mình thấy đạo phật giống như là cái đạo cổ lô sĩ cho nên mình tức giận khi thấy người ta theo đạo phật nếu mình có nắm quyền thế trong tay thì mình ra sức ngăn cản hoặc là mình gây chướng ngại, mình sách nhiễu làm sao đó cho người ta ngán ngẫm mệt mỏi bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình cho rằng đạo Phật như không có gì là hay ho, những lời Phật dạy không có gì gọi là có thể sử dụng được trong cuộc sống. Đây gọi là gì? là tư duy tác ý, gì? do sân chi phối, không phải đạt đến chỗ vô lậu. Chỗ vô lậu đây chúng ta có thể dùng một cái thuật ngữ khác gọi là khách quan tuyệt đối. Một trạng thái khách quan tuyệt đối. Không có bị bất cứ một nhãn quan lên kính từ triết học hoặc là bất cứ cái gì chi phối, thậm chí ngay cả lời Phật dạy. Chúng ta cũng không có sử dụng lời Phật dạy vào ở trong cái trạng thái tư duy và khổ tập dịch đạo đó làm gì chúng ta bằng một cái trạng thái tâm lý không tham, không sân, không si, không bị chi phối, không bị cực đoan ở trong bất cứ mỗi loại tri kiến và học thuyết nào. Và chúng ta để cho mắt của mình hết sức là trong sáng. Bắt đầu chúng ta nhìn về sự thật trong tướng của khổ nó như thế nào. Hôm qua thầy có hầu chuyện với một cái người thầy bạn lớn hơn thầy thầy ấy bị uh, lọc máu ở bệnh viện và thầy hỏi rằng lọc máu nó có mệt không thầy vì thầy này nói tôi chưa có mệt tại vì tôi mới và uh, vậy thì thầy có hối những người uh, lọc máu xung quanh đó họ có mệt không vì thầy này nói họ nói họ rất là mệt thậm chí uh, có người không có đi tiểu được chút nào Thành ra ngày nào cũng phải lọc máu và rất là mệt, rất là mệt. À, trong người nó bức, bức bối lắm, nó khó chịu lắm, phiền não nó thường hay sinh lắm. Chúng ta à, từ một cái phương diện nhỏ như vậy, chúng ta chiêm nghiệm bệnh nó khổ tới mức nào. Và rồi đây, chúng ta sẽ đối diện với cái bệnh không biết nó đến với chúng ta lúc nào muộn nhất là trước khi chúng ta chết bởi vì bốn đại nó hủy hoại nó không có hoạt động một cách tự nhiên như lúc giờ chúng ta còn khỏe mạnh nữa thì không biết những cái cảm thọ gì nó sẽ xảy ra trong lúc đó và trí não sự bình an của chúng ta có đủ sức đối phó hay không có đủ sức tháng nhiên với cái sự quấy nhiễu của nó hay không rồi hay là lúc đó chúng ta sinh ra vô số phiền não rồi chúng ta khởi tức giận khởi sân chúng ta khởi những trạng thái cực đoan lên ở trong lúc chúng ta đối diện với những phiền não đó chúng ta chiêm nghiệm một chút từ bệnh của người khác học giả chúng ta chiêm nghiệm người già họ không làm được một số điều mà trước đây tự nhiên họ làm được chẳng hạn như họ muốn lấy một cái gì hoặc là họ muốn đi họ muốn tắm rửa tất cả mọi thứ nó đều trở nên chướng ngại rồi có những điều tuổi trẻ họ rất là lạc quan nhưng mà lớn tuổi lên cũng câu chuyện đó nhưng họ không còn lạc quan nữa. Ở trong tâm hồn của họ thường hay khởi lên những cái ý nghĩ nó hại cho cái phong thái tự nhiên của họ. Mà nó trở thành cực đoan, nó trở thành những cái ý nghĩ mà những người xung quanh, nhất là những người trẻ họ khó chịu. Con cái nó muốn xa lìa. Người già là thế, xấu canh chín rục. Ăn vô nó không có tiêu, thậm chí uống nước của nó cũng không xuống. Chúng ta dùng sức mạnh của của, của của suy nghĩ, chúng ta tư duy về vấn đề này. Không cần không cần chúng ta không, chúng ta không để cho bất cứ lăng kính gì chi phối ở trong nhận thức của mình. Đây gọi là tư duy tác ý vô lậu. Với cái lực tư duy như vậy với cái lực tư duy như vậy chúng ta sẽ có một cái nhãn quan chính xác hiện tượng nó đang diễn ra đúng vậy không hả à, chúng ta tư duy về cảnh sinh ra một người mẹ sinh con thập tử nhất sinh có những cảnh nó thật là thống khổ ngày xưa thầy có mang ơn một anh uh, trung cấp y gọi là y sĩ, ngày thầy đi thi à, tốt nghiệp lớp 12, nghiệp chướng cứ học cái gì ở thời gian ấy, thì gây trở ngại, học suốt thời gian thì lại thuận hơn. Chắc là do nghiệp tu. Rồi à, à, trước khi thi đeo bụng mấy ngày, anh à, anh y sĩ này cho thầy mấy viên thuốc. Vậy mà no, nó bớt một đêm sáng hôm sau đi thi thấy nó ổn mang ơn anh hoài tới khi anh làm làm cái người làm cái người chăm sóc bệnh cho cái huyện tên là eo hờ leo ở tại eo hờ leo ở tại đất Lắc không biết có dùng nào thì lúc bây giờ có một người nữ sinh con từ chỗ cái chỗ nhà của anh ta nhà cô ta đến chỗ sinh của anh ấy thì nó gần họ chạy tới họ đưa cái người nữ sinh con tới à, nhưng mà đứa con thì sinh ngược nếu như nếu như cố gắng người mẹ có thể đứt hơi mà chết và đứa con do đó mà cũng chết theo lúc đó còn nếu như bây giờ chuyến lên ở một cái bệnh viện tuyến nó hiện đại hơn thì à, 25 mươi cây số đi với đường xá khó khăn có thể trên đường đó người mẹ đã chết rồi à, trong tình huống đó anh chẳng biết làm sao à, anh mới gọi anh mới đưa hai cái giải pháp một là ráng sinh hai là bỏ con lấy mẹ thì gia đình chịu như thế nào mọi người đều ký nhận chấp nhận là bỏ con lấy mẹ trong tình huống không thể cứu được và anh à, mọi người ký vô bởi đầu tay của anh nó rung lúc đó thầy ở sài gòn anh gọi cho thầy anh nói thưa thầy bây giờ con phải làm sao lần đầu tiên ở trong đời tu sĩ của thầy nghe một câu chuyện thảm khốc thôi bỏ con lấy mẹ nghĩa là sao thầy không hiểu việc này anh mới nói rằng phải kích bỏ con từng khúc Rồi mới lấy từ từ ra Đó là giải pháp của y khoa Còn nếu như không á, thì người mẹ đứt khơi Mẹ chết thì con cũng chết theo Thì chọn cái giải pháp ít rủi ro nhất Thầy nghe một câu nói thấy nó khủng hoảng cho cái kiếp của hữu tình chúng sinh sinh khổ sinh khổ mẹ sinh cũng khổ và mình ra đời cũng khổ lúc đó thầy nói cho thầy cho thầy 10 phút được không anh nói được nhưng mà thưa thầy chỉ có 10 phút thôi cho thầy thầy cho con quyết định thật sự phải nói rằng là một hữu tình trong miệng của mình nói một câu không biết chuyện gì xảy ra thì lúc đó lên điện phật với lòng chí thành cầu bồ tát quán thơ âm và ở trong cái thiền định sâu thẳm đó đặt một câu hỏi đứa trẻ này có thể ra đời được không mẹ của nó có bình yên hay không thì thưa các vị ở trong tâm thấy uh, có câu trả lời là bình yên là vượt qua được và ở um, trong lòng không có tự tin chút nào sợ mình rơi vào cảm giác sai trái rồi có thể chết cả mẹ lẫn con thì đời tu của mình chắc có lẽ hối hận vô cùng với những cái quyết định này các chị có khi nào đứng trong tình huống đó không không có đứng trong tình huống đó mình mới thấy nó khung khiếp ở nội tâm mình như thế nào và mình chịu trách nhiệm với lời nói của mình ra sao thì thưa các vị lúc đó thầy mới nói rằng anh cố gắng lấy nước nóng chườm lên bụng của mẹ và cố gắng mình vừa niệm quán thâm Bồ Tát cầu nguyện và vừa lặn lặn tới lặn lui như thế nào có thể nó chuyển được hay không hả thì à, anh cố gắng hai à, chục phút sau đứa trẻ nó xây đầu lại hả? và nó ra đời được thì à, thưa các vị à, mình ngồi im tránh điện mình không có lai mà hết là mồ hôi tháo ra <laughs> thao mồi Thì thưa các vị Ở trong những tình huống như vậy Không phải mình nói đớ, Đơn người nghĩ tới cái công đức gì cả Mà ở trong đó Đến cái chỗ quán sâu xa rằng Sinh ra đời nó thật là khốn khổ Có những đứa trẻ chưa sinh ra được Nó đã mất trong bụng mẹ Với những cái lý do phức tạp khác nhau Làm những thần hồn vất vướng Rồi đi theo oán trách cha mẹ Và mắt cho thầy Huyền Châu hiếu tại sao con như vậy? Thầy cũng được cái duyên là có thể tiếp cận những cảnh giới này và hiểu rõ những cảnh giới này. Như vậy thì ở trong cái lực phân tích, lực phân tích. Chúng ta thấy nó khổ vô cùng, ở trong trạng thái đó không có ghét, cũng không có thương, cũng không oán gì hết cả. Đơn giản chỉ là gì hả? À? Là là phân tích hiện tượng khổ tất cả nó đều hình thành trên cơ sở của vô minh và nghiệp ái từ vô minh và ái nghiệp mà mới có cái hậu quả sinh con đế cái rồi những cái hậu quả chui vào đầu thai tất cả những điều như vậy chúng ta đứng xa ra một chút để chúng ta nhìn sự thật trong tướng của dạng vật chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi bất cứ luận lý nào thì ở đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái lực tư trạch tức là cái lực tư duy và cái lực phân tích mà phân tích ở trong trạng thái tương ưng tác ý vô lậu đây là điều quan trọng nghe đây là điều quan trọng bây giờ chúng ta nói tóm tét lại tất cả tiến trình tư duy và khổ và tập và diệt và đạo tương ưng tác ý vô lậu môi trường này nó xảy ra ở đâu hả nó xảy ra trong trường học phật giáo các vị đang ngồi học ở đây chúng ta đang tư duy chúng ta đang khởi cái lực phân tích có phải và không chúng ta đang phân tích đây chúng ta đang tư duy đây và chúng ta cũng không phải tư duy xuất phát bởi động cơ của tham sân si gì cả. Chúng ta tư duy một, một cách khách quan vô cùng. Đây gọi là tư duy gì? À, tác ý tương ưng với tác ý vô lậu. Nắm được chưa hả? Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy được cái việc học nó quan trọng như thế nào. Và cái lợi ích của việc học nó quan trọng như thế nào? để hiểu thấu được chánh pháp của như lai mà không chịu học pháp làm sao có thể thấu hiểu chúng ta muốn giữ gìn chánh pháp của như lai mà không có trường học làm sao chúng ta giữ gìn ai chỉ dạy cho chúng ta để đạt đến trạng thái tư duy tác ý vô lậu chúng ta học phật pháp ở đây không phải để chúng ta có bằng cấp chúng ta kiếm ra tài sản gì cả mà chúng ta xây dựng cho mình có đầy đủ một đời sống của thánh đạo chỉ riêng về chánh ngữ thôi chúng ta cũng phải sống đầy đủ với tư duy tác ý vô lậu và tư duy tác ý vô lậu như vậy cho dầu thành công tới chừng nào đi nữa tới siêu việc chừng nào đi nữa nhưng chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ không có đủ sức chinh phục mấy vấn đề thứ nhất là gì vọng ngôn thứ hai ác khẩu, thứ ba ý ngữ, thứ tư là lưỡng thiệt chúng ta không có đủ sức trên phương diện tư duy mà thôi, nó sẽ không có đủ sức chấm dứt sự dối tra nó không có đủ sức là ngăn cản ác ngôn nó không có đủ sức là gì? là ngăn cản cái nghiệp nói lời hoa mỹ nói lời ý ngữ để xúi dục người khác và nó cũng không có đủ sức gì Nó không có đủ sức là ngăn cản cái nghiệp Đến đây nối kia, đến kia nối đây Tức là lưỡng thiệt Phải vậy không? Chúng ta làm sao chúng ta ngồi tư duy vừa khổ, vừa tập, vừa diệt, vừa đạo Chúng ta tư duy tất chừng nào đi nữa Thì bốn cái nghiệp này chúng ta cũng không thể đoạn trừ tại bốn nghiệp này nó vẫn nó trên cơ sở của ngôn ngữ mà chúng ta không đủ sức đoạn trừ bốn nghiệp này phải lưu ý một điều là chúng ta phải tu tức là phải hành động mới đoạn trừ nhưng chỉ ngồi suy nghĩ thôi không đủ sức đoạn trừ nó hiểu chưa hả do vậy cho nên ở trong đây nói rằng ngoại trừ bốn ác hành thuộc ngữ hướng đến tà mạng hiểu có đó chưa hả À, ngoại trừ bốn ác hành hướng đến tà mạng tại vì nó muốn có một cái đời sống mà có lợi cho nó cho nên nó mới nói sai sự thật gọi là nói dối nó muốn đem đến cái, cái, cái thủ đắc thủ lợi và tài sản và vật dục và nhiều thứ hơn cho nó cho nên nó mới nói lưỡi hai chiều nó làm cho ly gián ân nghĩa hoặc là nó nói gì hả nó nói cái lời khoa mỹ nó nói mình để cho nó phấn gạt người nghe và người nghe làm theo nó để cái lời đó đi vào nó và nó nó khởi tức giận để cho hạ hóa tức giận xuống bằng cách nó buông ra những cái lời thô ác ở trong lịch sử nhân loại các vị thấy ai nói cái lời hai lưỡi nổi tiếng nhất À, theo, theo các vị, các vị nghĩ là ai? Hình như bà hàng xóm phải không? <laughs> phải vậy không? Mỗi người chúng ta có một cái lượng thông tin khác nhau Cho nên chúng ta sẽ hình dung Cái người nói lời, nối lời hai lưỡi khác nhau Đúng không hả? À, nhưng mà chúng ta thấy Ở trong lịch sử phương Đông Như là ông Tô Tần Có phải vậy không? Ông Tô Tần Ông là một nhà trước khách Thiên hạ bình yên Ông đi một vòng tất cả chiến tranh Có đúng vậy không hả Nếu như ông không nói là hai lưỡi làm sao người ta chiến tranh à, ông đến chỗ đó ông nói đến chỗ khi ông nói ông hướng thử thiết bị hướng thử hướng bị thiết thử làm cho nó nghi ngờ nó 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 nó, nó hối giận lên coi như nó kéo binh nó chém lùm tùm lum hết phải không ạ à, rồi cái người mà cái người luật sư đó, người đó cẩn thận hằng nó là hướng bị thử hướng thử thiết bị đó, nghe không? cẩn thận cái người đó cái người đó nó bảo vệ cho nên trong tâm trong sáng thì đã đem đến công đức nhưng mà trong tâm mà hãy bị tham cái tiền nhiều hoặc là hoặc là tức giận khi gặp cái tình huống gì đó thì bắt đầu đó, là cái khả năng sử dụng lưỡng thiệt á nó phát triển lên do vậy cho nên ở trong cái người đó rất là dễ phạm vô cái lỗi là hai lưỡi à, Chúng ta phân tích như vậy để chúng ta thấy Thành ra Ở đây um, Chẳng là như là người ta nói là thổ ác nữa Tức là muốn cho người khác khuất phục vào cái ý chí của mình Thành ra mình nói cái lời thổ ác ngữ Mình nói làm sao cho nó nghe Nó điên đảo lên Nói cho nó tức lên Đối chi để cho nó hạ hóa trong trong cái sân của mình hoặc giả là nó khiến cho người nghe kia khiếp sợ và làm theo trạng thái này là những trạng thái thô ác ngữ như vậy thì lưỡng thiệt rồi gì nữa hả à, ý ngữ và gì vọng ngôn mấy cái này nó nó biểu hiện từ cái gì hả nó biểu hiện thường là ở trên tâm tham phải không đúng vậy không nó là phổ biến thôi chứ chưa, chưa hẳn gì là tất cả Trên tâm tham Tham cho nên nối chi đại sự thật Để cho cái phần lợi về hướng của mình Đây gọi là tham Nhưng mà Có người họ tức giận Họ vẫn nói dối Chẳng hạn như là Họ tức cái người đó làm hại họ Cho nên họ nói dối đưa hại trở lại đó, Trạng thái đó vẫn có xảy ra Đúng không ạ? À? hoặc là khi họ tham họ tham khiến muốn cho người kia bị điên đảo lên để cho mất cái trí khôn đi để cho làm sai làm quấy để cho cái cái họ họ thừa thắng họ họ chiếm lấy thì khích tướng cho nó tức lên đúng không ạ? À, cho nên họ cũng cũng tham họ tham chẳng hạn như tham chiến thắng tham chiến thắng chẳng hạn như là là không biết cái chuyện này là ông trương phi ra trận như thế nào Mọi Gia các Lượng cứ suy nghĩ hoài Bây giờ không biết làm sao Bao nhiêu tướng xung không ra trận Ông cứ lãng tránh đi Và mọi người hỏi tại sao ông không có ra lệnh Ông nói rằng là Bây giờ phải đưa người Về à, à, Kinh Châu Để triệu quan quan trường mới được Chứ quan Quang trường mới ra Mới có thể giải quyết được cái vụ này Lúc đó Trường Phi là nổi nóng liền không hả Nổi nóng liền Anh nghĩ là, là có ta đây Còn gì phải này, như ca ta ra trận nữa Tại sao khi giữa ta như vậy Nó không, không 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 được đâu Thấy đừng có coi thường không được đâu Cái lịch này gừa lắm Khích tướng không à Khích tướng Thì ở trong đó là Là nói cái lời là gì Là ý ngữ Nói cái lời lưỡng thiệt Nhưng mà nó không Nó nó bị gì nó Bị tham Hay là nói cái lời Làm cho nó tức lên Nó tức lên Cho nó 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 điên đảo à, Chẳng hạn như là Gia Cát Lượng ra ra ngồi chiến trận Chửi cái ông gì mà rớt ngựa chết không phải Chửi ông gì? À, đọc lại nhớ mấy cái điện tính nó cũng vui lắm à, Cho nên à, một một người họ sử dụng binh nghiệp đó, Họ tạo cái nghiệp khiếp khiếp lắm Cái lời nói của họ cũng khiến cho ông kia Tức ối mật xanh trên ngựa rất không chết Tức là tất cả đó đều là binh khí của họ hết á Thành ra chúng ta phân tích một hai cái hiện tượng ở trong cuộc sống để chúng ta hiểu được đạo lý rằng là bốn cái nghiệp căn bản bốn nghiệp căn bản đó là vọng ngôn ác khẩu ý ngữ lưỡng thiệt bốn cái loại này là phải tu hành mới có thể ngăn chặn được nó còn ngoài ra thì á, những cái nghiệp nhỏ nhỏ mà ở trong đây nói rằng là đối với ngữ ác hành khác đối với ngữ ác hành khác đích vô lậu viễn ly chỉ bốn anh lớn đó thôi thì phải tu tập mới có thể là đoạn trừ còn nhờ cái năng lực phân tích năng lực giảng trạch năng lực tư duy trong tinh thần tác ý vô lậu thì sao thì những cái điều cái cái lỗ nhỏ nhỏ những cái điều vụng vẹt nhỏ nhỏ nó sẽ bị loại trừ ở đây chúng ta cho một kết luận nhỏ nhỏ là gì học pháp chúng ta thành tựu khả năng chuyển nghiệp đúng vậy chưa nhờ học cho nên những cái loại là Là gì? Là ác ngữ khác Gọi là ngữ ác hành khác Từ bốn cái thôi, bốn cái lớn thôi Còn những cái linh tinh khác Nó sẽ bị đoạn trừ Cái quá trình mà nhờ lực tư duy Lực gián trạch đó Mà chúng ta sẽ hoàn thiện nhân cách Nhiều khi chúng ta không cần phải tu về lĩnh vực đó Chỉ cần phân tích như vậy Là chúng ta sẽ hoàn thiện được Chúng ta thành tựu Học Pháp chúng ta phân tích rõ như vậy đó vậy thì bây giờ ở đây chúng ta hiểu như thế nào và khổ như thế nào và tập như thế nào và diệt và đạo chúng ta phân tích sâu xa nội tâm chúng ta phân tích sâu xa thì chúng ta không còn sai trái ở trong những cái điều nho nhỏ nữa và do vậy mà chúng ta thành tựu đích vô lậu viễn ly ở đây chúng ta dùng chữ đích vô lậu viễn ly là sao Hả? Chúng ta bằng cách nào để đắc vô lậu viễn lý? Các vị thấy giải thích ở phía dưới này Sự viễn ly bằng xuất thế đạo Đó gọi là đất vô lậu viễn ly Mà xuất thế đạo đây là gì? Là quán về khổ tập diệt đạo Và 12 hành tướng của nó Trên cơ sở đó chúng ta đất vô lậu viễn ly hay nói cách khác đó thành tựu công phu đất vô lậu viễn ly người đó phải quán gì suốt thời gian đạo 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 suốt thời gian hay là hay là phật đạo đó còn nếu như mà chúng ta muốn đắc được tứ thiền với tứ không có cần suốt thời gian đạo không hả không cần chỉ thời gian đạo là đủ sức rồi mà thế gian đạo chỉ cần quán sáu hành tướng sáu hành tướng hành tướng gì sáu hành tướng của thế gian hả à, đừng suy xin, xin, xin luận nghe biết thì nói không biết thôi đừng suy luận nghe biết cái thì thưa thì thốt không biết là dựa cột mà nghe chứ im ru ấy thì người ta còn nghi ngờ mở miệng ra đích thì là hắn Nhưng là sao hả? À? Đợi ý tất cả những cái trạng thái thiền họ đều xem cái thiền cao hơn nó có cái đặc tính là tịnh là diệu là viễn ly cái thấp ở dưới đạt đến chỗ ly thoát do đó mà người chưa đắc được cái thi sơ thiền thì họ muốn đắc sơ thiền đắc sơ thiền rồi thì họ thấy nhị thiền nó có tịnh nó diệu nó ly hơn Do vậy mà họ nỗ lực để đét được như thiền Đét như thiền rồi Họ xem tam thiền Nó tịnh, diệu và ly hơn Cho nên họ muốn đét được tam thiền Và thậm chí Là tất cả những cái thiền Ở trong dục giới Họ xem là Là tầm thường Là thô Là gì Là khổ Là chướng Và chỉ có ở trên Mới là tịnh, diệu ly Do cái năng lực đó Do cái lòng khát khao đó Do sự mong mối đét được Cái sự vi diệu đó mà họ họ xa lìa khổ thô chướng ở thời gian này đưa họ thành tựu cái sự an lạc kia hiểu chưa hả đó gọi là cái cái phương thức mà hành trì tu tập như vậy đây gọi là gì hả thế gian đạo cho nên khi Đức Thế Tôn chưa ra đời Người xưa họ đã đắc được Tứ thiền và tứ không Thông qua trạng thái tâm lý Quán về sáu hành tướng của thời gian Nắm rõ chưa hả? Chưa nhớ thì ráng học bài nghe không? Ráng học bài. Học ai có hối thì phải nói cho đúng vô. Phải cho đúng vô. Còn nói không có đúng ấy, thì từ từ nói, chiêm nghiệm tiếp. Ừ. Chứ, chứ người ta hối thế gian đạo, quán của thế gian đạo là gì? Mình chẳng hiểu gì hết. Còn suốt thế gian đạo là phải liên tưởng tới Tứ tư Thánh Đế. Đó là suốt thế gian đạo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi một người mà nhờ cái lực phân tích nhờ lực tư trạch với trạng thái tâm lý tương ưng tác ý vô lậu thì họ sẽ loại trừ tất cả những cái ác khẩu khác những cái nghiệp xấu trên lời nói trên lời nói ờ, và họ đắc được gì đắc được vô lậu viễn ly được chưa hả cho một thí dụ nữa chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn đắc được vô lậu viễn ly thông qua cái quá trình là quán vừa khổ vừa tập vừa diệt vừa đạo ha như vậy thì bây giờ chúng ta quán như thế nào chẳng hạn như thế này chẳng hạn như là chúng ta chúng ta uh, chúng ta quán chiếu chúng ta dùng vị trí của mình để chúng ta phân tích cuộc đời nó có bốn khổ nó có tám khổ khi chúng ta phân tích một cách tường tận sâu xa như vậy rồi tức là chúng ta có cái hiểu sâu sắc về lĩnh vực đó nhờ sự học hối và phân tích cho nên chúng ta hiểu sâu sắc mà khi chúng ta đạt đến cái trình độ hiểu sâu sắc như vậy rồi ai hối mình về lĩnh lĩnh vực như vậy chúng ta có còn nhầm lẫn nữa không hả Tại sao không? Đúng rồi, tại vì mình đã hiểu rõ Mình đã phân tích rõ à, Hay là ví dụ như các vị đến với Bồ Đề Phật Quốc Độ chừng năm bảy năm học giáo Pháp Có ai đó hỏi rằng Bồ Đề Phật Quốc ở chỗ nào Các vị có miêu tả đường đi được không? Tại sao được? À, tại vì mình biết rõ Nó như vậy đó Như vậy thì nhờ cái lực tư duy Phân tích, nhận biết Mà chúng ta hiểu rõ và ai có hối mình thì mình nói đúng như vậy Chứ không có nói sai được Hiểu chưa hả? Như vậy thì ở trong cái trạng thái như vậy như vậy đó Là chúng ta có thể là thực hiện được Chúng ta nhận biết rõ ràng Cho nên chúng ta trả lời được chính xác không sai Được chưa? Đó, đó gọi là gì? Là tư duy mà tư duy tác, tác ý vô lậu vừa khổ vừa tập vừa diệt vừa đạo Do vậy cho nên lời nói của chúng ta nó không có lỗi ở trong bốn trạng thái này. Còn nếu như mà chúng ta không có tư duy, không có phân tích thì chúng ta nói nó sẽ có lỗi. Chẳng hạn như thế này, cho một thí dụ. Ví dụ như có người Phật tử nói rằng thưa thầy um, con 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 muốn đi học đạo nhưng mà con mắc dữ cháu giờ dạ, con à, con làm sao thầy bây giờ con 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 không có giữ cháu thì giống như là con không có hoàn thành cái trách nhiệm của một người bà Các vị nghe làm sao không ổn phải không Tại sao không ổn à, mình nuôi con rồi giờ nó tự nuôi phải không tự nuôi con của nó đó là cái lý luận của thế gian nhưng mà xa hơn một chút nữa thì chúng ta thấy rằng à, nghiệp ái của mình sinh ra con và bây giờ mình đã nhận ra rồi thì bây giờ mình biết rằng cái kết duyên của nghiệp ái này là do vô minh nghiệp ái thôi và việc của mình cần đó là phải chấm dứt luân hồi thành ra sử dụng cái sức yếu của mình còn lại để mình tìm cách mình thoát đi mình nghĩ như vậy bởi vì mình thấy nó khổ nguyên nhân của nó khổ là chính là luyến ái này và à, nước bàn kia mới thật là hạnh phúc còn không thì tiếp tục trôi lên và con đường để chấm dứt nó thì cần phải qua các trợ đạo và chánh đạo đúng vậy không thì lúc đó chúng ta sẽ đi đi học đạo chúng ta tìm con đường giải thoát còn nếu như chúng ta không thì chúng ta nói người ta nói rằng là ví dụ như các người hỏi mình nói là À, à, con của tôi nó ngăn cản nó không muốn tôi đi học đạo bởi vì cháu của nó tôi nó đi làm hoài à mà nó bỏ mà không có ai giữ hết cho nên tôi nghĩ cũng phải bây giờ cháu của mình mình làm sao đối cho người ta giữ mình không yên tâm cho nên mình ở nhà mình giữ cháu trong một thí dụ như vậy thôi nha trong một thí dụ như vậy thì cái tư duy tác ý như vậy á nó có đúng với chánh pháp không không đúng và khi chúng ta biết nó không đúng là bởi vì chúng ta có tư duy và khổ và tập và diệt quả đạo còn người kia không có tư duy và khổ vào tập diệt đạo thì họ sẽ thấy đúng có phải vậy không hả Đã, ngày xưa lúc thầy ra trụ trì có một cô phật tử dễ thương lắm lúc nào cô cũng kiên trung với chùa chiền và thầy nhớ mãi đó là hôm đó sáng thì cô phát tâm cô cúng dường cho thầy ăn bữa sáng. À, hôm đó trời nước lục chảy xiết trên đường phố, nước lên tới đầu gối. Để mà cô mang áo mưa, cô chống gậy, cô đem thức ăn về. Và thầy kinh ngạc vô cùng. Thầy nói tại sao cô lại mạo hiểm như vậy? Tại sao cô làm như vậy? Cô nói rằng con con ở nhà cũng biết rồi nhưng mà à, con nghĩ thầy không có gì ăn. Thành ra con không có chịu nói cho nên à, à, con phải đi. À, thì à, thầy nói nếu như cô có chuyện gì, có lẽ rằng thầy hối hận cả đời và tu cả đời này để trả lại cũng không nổi. À, xin rằng lần sau cô đừng làm như vậy nữa. Nhưng mà cái tâm như vậy, à, à, khiếu à, gọi là, là là tinh tấn như vậy. Nhưng à, nhưng rồi sao? Rồi à, có đứa có đứa cháu nội nó có gia đình. Và nó sinh ra đứa chắc Đứa chắc Lại chăm cho nó Chăm cho cái đứa cháu cái Đứa chắc đó à, Không phải là cháu nội mà đứa chắc đó nha Chăm cho nó Chăm cho nó mấy tháng trời Khi vừa chùa thầy thấy mặt mày đen thui à thử tại sao mặt mày đen thui thế Nói là à, Bây giờ nó xây nhà Con giữ cháu con phụ này kia cho nên nắng nhiều quá cái thầy mới gọi mấy người con cháu tới thầy nói rằng là Xin các vị ngừng lại trong cái nhờ việc nữa Nếu không thì sẽ hạ cho cô Nhưng mà cô cô nói rằng là Thưa thầy không, con 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 muốn làm mà À, chúng ta thấy chưa hả à, Rồi độ chừng khoảng mấy tháng sau Mấy tháng sau thì cô vừa Mặt cô lúc nào cũng cười Ai nói gì con cười hết Các vị biết tại sao không Tại sao Tại vì cô điếc. Lo cái này lo kia sao tự nhiên điếc mắt không nghe gì hết trơn à. ai nói gì cũng cười hết. Thì thưa các vị, người điếc làm sao mà học đạo? Thầy hối khỏe không cứ cười thôi. Thầy có niệm Phật không cứ cười thôi. Một thực tế nó diễn ra như vậy á, thì chúng ta nghĩ như thế nào hả? À? Chúng ta thấy rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, thì làm sao mà chúng ta đoạn được Và cũng từ không có tư duy vừa khổ Vừa tập, vừa diệt, vừa đạo Cho nên nói ra nói sai Cho một lời khuyên cũng sai Nhận thức, diễn đạt cũng sai Sai là sai với cái gì? Sai với cái bản chất tự nhiên của nó sinh ra Chứ không phải nói sai với lời Phật gì cả Sai với tất cả mọi diễn tiến tự nhiên đây là một điều hết sức là đáng thương xót phải không? À ngồi sao ngày xưa thầy cũng có gặp một tình huống là thương nhau lắm à, chồng thì ra biến ái vợ thì sao à, ở hậu phương mà cô gái hậu phương mà thành nên là chồng cứ tác chiến rồi về hai người thương nhau rồi, lưu liếng mãi nghe nó có ba mấy tuổi để ra 10 đứa con Ái bị, bị ái hậu hữu ái tại vì ngày mai kia anh đi biết cái gì hay không cho nên cứ thế mà thương xưa thương mà luyến thôi Rồi Bên đầu tới năm 1975 Mười đứa con ở trên tay Mười đứa con trên tay Khi cộng sản xâm chiếm vô Thì sao Sợ quá Sợ quá Điếc luôn Hai lỗ tai xuất khiết sợ Điếc mất Và bắt đầu thống khổ Nuôi con lớn lên đi vào chùa Đi vào chùa gặp thầy Gặp thầy không biết gì hết Cô này có một cái tài là cô nói thầy nghe Mà thầy nói cô không nghe Thì làm sao mà mà dạy đạo cho người ta Trong khi chùa chiền xây dựng ngốn ngang Chúng đệ tứ từ đông đen Một ngày thầy hô hét trong chùa Giống như là tướng quân ra trận vậy đó nhỏ mà nó không hô hét nó nó đâu có làm ngay ngắn nó đi nó đâu có đi nối, nó phải chạy thôi cái giường nó đâu có thèm bước lên nó nhảy lên nó cứ vậy thôi ở trong chùa là nó là nó loạn là vậy đó mà không ren dậy thì làm sao mà, mà 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 ra những cái vị thầy có nhân cách và cô này vừa xin học đạo trời đất của quý thần ơi Dày nối không bao giờ bỏ à, bắt đầu phát tâm về cho cô này, viết mấy chữ, cô hỏi đọc được không, viết chữ đọc được không, được, <laughs> hên quá, hên <laughs> quá, nó được nhỏ nhỏ làm nói to như vậy, nhưng mà tại vì sợ mình điếc như bà, như cô, ấy, sợ mình biết, nói to lên cho thầy nghe mà các vị biết là khi mà mình mình viết một câu người ta, đặt một trả lời có một chữ mình viết nữa cái trạng thái hướng dẫn như vậy nó rất là mệt nhưng mà ráng kiên nhẫn kiên nhẫn để hướng dẫn hướng dẫn từng câu từng câu từng câu và khi mà hướng dẫn cho cô hai giờ đồng hồ bằng một người có thể là nối nghe trong vòng khoảng 10 phút thôi thế mà đi về rồi thấy cái gì không hiểu là mọi tao hỏi mà cho cô hiểu được rồi thì mình cũng muốn đứt hơi thôi mà bây giờ, hoàn pháp lợi sinh giờ làm sao? Lòng là từ bi của một vị Thầy giờ làm sao? Cho nên có hội ngồi suy nghĩ nữa, ai bảo mình phát tâm từ bi làm chi? Mình đừng phát cho nó khỏe rồi, rồi rồi. À, cho nên tôi chia sẻ một hai cái điều như vậy là chúng ta thấy rằng đến khi người ta khổ rồi, người ta biết người ta khổ. Nhưng mà khi mà mình, mình phân tích và cái 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 những cái hành tướng của khổ tập đạo nó sẽ dẫn tới những điều như vậy thì họ không có nghe nếu như hôm nay chúng ta chưa có rơi vào cảnh khổ đó nhưng chúng ta có thể phân tích trước chúng ta học khổ chúng ta nhận biết trước thì chúng ta sẽ có cái khả năng nhận thức trần chính phải là không hả và chúng ta sẽ đạt đến cái gì đạt đến là đất vô lậu luật nghi ai có hối mình thì mình cũng diễn đạt đúng chứ mình sẽ không có diễn đạt lệch lạc nữa đó là nhờ cái quá trình phân tích mà mình thành tựu khả năng đó được chưa à rồi ở trong đó mình còn thành tựu một loạt những cái pháp khác nữa đó là gì đó là vô tác vô tác là gì hả không phải Vô tác ở đời chúng ta hiểu là vô tác là không không làm. Không làm chứ không phải việc làm. Không làm. Mà tự nhiên chúng ta phải hiểu rằng là không làm ác. Cho nên chữ vô tác này là không làm điều ác. Hiểu không hả? À. Rồi. Vô tạo. Khi mình tạo ra một cái gì thì cái đó nó sẽ có cái xu hướng là sẽ sinh ra. Ví dụ như mình tạo ra một hạt giống thì hạt giống nó sẽ có xu hướng là nảy mầm, hiểu chưa hả? Giờ thì mình vô tạo, mình thành tựu khả năng vô tạo, tức là gì? Là mình không có tạo ra một cái năng lực để nó dẫn tới tái sanh đời sau. Đã. Rồi quên bỏ là mình hiểu rồi, là những cái gì mà dẫn tới ác nghiệp là mình quen bỏ, nhận thức sai lầm mình quen bỏ. Rồi mình đạt đến chỗ là phòng hộ Đề phòng Thú hộ Rồi gì nữa Rồi thuyền bề Nhờ cái năng lực tư, tư trạch Năng lực tư duy Năng lực phân tích Qua cái quá trình học giáo pháp Mà tâm mình nó hình thành Khả năng thuyền bề Thuyền bề là nó nối Nó không có chìm theo nghiệp Nó không có chìm theo điên đảo Nó không chìm trong cái bọc lưu nhưng nó chỉ chìm nó nó chỉ nối một số nhỏ nhỏ thôi nhưng mà trừ bốn anh ha bốn anh là nói sai sự thật nói lưỡi hai chiều nói lại thổ ác chạy nói lời thiêu dệt thì bốn đó trừ không nổi bốn đó là phải tu chứ ngồi học không trừ không nổi nhận thức chưa hả rồi gì nữa rồi á nó trở thành cầu đò tức là cái quá trình mà tư duy phân tích nó trở thành cầu đò cầu đò cái cầu nó có khả năng là đưa mình qua bờ bên kia Cái đò nó có thể là mình chèo qua bờ bên kia Do vậy cho nên khả năng học giáo pháp Nó trở thành cái chiếc cầu cứu chúng ta ở trong tâm mình Rồi cái đò đưa chúng ta qua bờ bên kia nếu như không có nó Thì chúng ta sẽ bị chìm ở trong vô minh Ở trong sai trái Ở trong nhận thức đền lạc Nếu được chưa hả Phân tích từng câu từng chữ như vậy Nó có tác dụng như là bờ bờ đê bởi đây tức là nó ngăn chặn Ngăn chặn Có ai Có ai khiếu uh, Khéo léo bằng cách Là cứ lên tận đầu nguồn Và khai thác rất nhiều rất nhiều Những cái nguồn nước thật là Tươi mát cho nó tuôn xuống Hành động như vậy Có đáng tán thán hay không Có đáng khen hay không Sao lại không À, nếu như chúng ta không có nước Thì làm sao mà nó khác làm sao cho nên cái đó vẫn cần phải Nhưng mà bên cạnh đó Chúng ta không có đắp vững cái bờ đơ của mình Thì có bao nhiêu nước nó đều trôi hết Chúng ta uh, muốn xây một cái hồ thật to Để chúng ta chứa nước Hay là chúng ta đào cái giếng nhỏ nhỏ Mà có mạch dồi dào đó. Tại sao như vậy? Chúng ta nhìn thấy cái giếng nhỏ Tất nhiên nước nó ít Nhưng mà nó không có hết nước còn cái hồ nước thật to chứa đựng một cái trữ lượng nước thật lớn Nhưng chúng ta hiểu nó sẽ khô cạn ở trong tương lai Cho nên việc tu bố thí Một tư tạo dựng công đức tạo dựng chánh pháp Đó là tạo dựng cái giếng nước của mình Thành ra mình không có bao giờ bị chết khác ở trong đó còn nếu như không có hiểu trong chánh pháp thì cứ làm sao cho mình có thoát là nhiều 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 tài sản, nhiều tiền của Cứ ngỡ rằng mình nhiều như vậy là mình không bao giờ có rủi ro ở trong tương lai Nhưng cũng có quá nhiều tỷ phú cuối cùng phải làm ăn mày Phải vậy không? Tại vì họ tích lũy một cái giếng một cái lượng nước như cái hồ cho họ không tích lũy cái gì Họ không tạo cái giếng cho mình Thành ra xây dựng cái bờ, bờ đê quan trọng lắm Tại vì sao bây giờ nó sẽ chảy nước hết Cho nên phải ngăn chặn cái nước nó chảy ra Người ta gọi rằng là tiết kiệm hơn là gì? À, hơn là đi kiếm tiền phải không à? Đó, ông bà nói làm hung anh dữ cũng như không làm, à, mình làm tối ngày tối đêm mà mình xài phá một cách vô tội vạ, không biết quản lý như thế nào cho phù hợp thì thì cũng gì? cũng như mình không có làm gì hết á, cuối cùng mình vẫn là tay tránh tay mà thôi. rồi tường vách cái chữ tường vách này nó nghĩa là gì hả? À, hả à, tường vách này nó giống như là nó là là nó là nó bảo vệ cái tường vách nó ngăn chặn nó ngăn chặn à, ví dụ như à, à, có khi nào mình khởi săn khởi tham khởi si à, giới của phật chớ định là như vậy thì à, mình leo lên tới bờ tường mình nhìn về phía kia rồi nhưng mà mình không có nhảy qua nhưng mà lại có người thì nhảy qua luôn thì nhảy qua tức là chúng ta đã vi phạm Còn á mới có gì Mới có leo lên chưa nhảy qua Là đó gọi là mới có xâm phạm Chưa có chưa có vượt khối Cho nên cái là tường vách Tường vách nó như vậy đó Nó ngăn chặn Nó ngăn chặn chúng ta có thể là tạo ra ác nghiệp Rồi gì nữa Đối với điều chế định Không leo qua Tính chất không leo qua Không vượt qua Tính chất không vượt qua vô biểu ngữ à, vượt qua đạt đến chỗ vô biểu ngữ tức là đạt đến cái lời nối trang nghiêm. Cái lời nối như chánh pháp, cái lời nối miêu tả trong tướng của vạn vật như thật. Nắm được chưa? Đó là đó gọi là chúng ta thành tựu chánh ngữ. Hay nói tóm tắt trở lại như thế này. Thánh đệ tử đệ tử Phật suy nghĩ khách quan về cái gì phân tích suy nghĩ khách quan về khổ và tập và diệt vào đạo nhờ đó mà loại trừ rất nhiều những cái ác nghiệp khác chỉ trừ bốn cái lớn đó là ác khẩu lưỡng thiệt ý ngữ và giọng ngôn chưa có bỏ nổi thôi tức là nó do nó lớn quá chưa bỏ nổi thôi nhưng mà những cái gì linh tinh linh tinh ngoài bốn cái đó ra đều bị trừ sạch hết À, và nhờ cái học tập nhờ trong giáo pháp mà trừ sạch cho nên tại sao xu hướng của chúng ta càng học giáo pháp chúng ta nói nên càng cẩn trọng còn người học giáo pháp nhiều càng biết nhiều mà nói nên càng thiếu cẩn trọng thì phải hiểu rằng người này học chưa đúng với chánh pháp chưa đúng họ biết họ đếm được vị thuốc nhưng mà họ không nếm được cái pháp vị cho nên rơi vào trạng thái đó rồi à, um, và tất cả ngữ ngôn của người này nói một cách rất là tự nhiên và họ nói ở trong tinh thần của chánh ngữ vậy thì muốn thành tựu chánh ngữ không có con đường nào khác đó là phải tư duy phân tích học tập sâu sắc về, về bốn hình tướng khổ tập diệt và đạo rõ chưa hả đó là chánh ngữ bây giờ chúng ta cố gắng đi chút xíu nữa nghe đó là chánh nghiệp tại vì chánh ngữ đó, nó liên quan tới chánh nghiệp đó tại mọi cứ một cặp nhân quả một cặp nhân quả thánh đệ tử tư duy về cái gì về khổ tập diệt đạo cũng giống như vậy chỉ mới mới cái tư duy thôi do lực tư trạch tương ưng tắc ý vô lậu ngoại trừ ba ác hành đó là gì đó là sát sinh đó là trộm cướp đó là dục tà hành mà hướng đến tà mạng sát sinh để nuôi dưỡng mạng sống À, rồi à, trộm cướp để mà nuôi dưỡng mạng sống có cái điều kiện sinh hoạt cho cá nhân và gì nữa hả và dục tà hành để mà hướng thụ thỏa thích trong cái hướng là là tà mạng như vậy ba anh lớn đó sát sanh trộm cướp dục tà hành ngồi phân tích không có nào không có trừ bỏ nổi nhưng mà những cái khác trừ ba lớn thôi những cái khác liên quan tới cái phạm vi này thì nó sẽ bị trừ bỏ giống y như là trong ở trong điều chánh ngữ vậy đó nói tóm tắt như vậy ném được chưa hả à. do vậy đây gọi là thành tựu chánh nghiệp như vậy thì chánh nghiệp ở đây chúng ta không có hiểu đơn giản là là một cái nghề nghiệp chân chính không hiểu như vậy có người nói thưa thầy con làm như vậy Vậy con có tránh nghiệp hay không Và quý thầy hãy giải thích cho các vị rằng Là cái nghề như vậy Là cái nghề không có chân chánh. Là gì Họ hiểu chánh, chánh nghiệp ra là gì Là nghề nghiệp Còn ở đây chúng ta học học khác căn bản Chúng ta không hiểu như vậy Chúng ta có kiến thức này rồi chúng ta hiểu khác Chúng ta hiểu rằng là Chúng ta dùng cái tâm <laughs> tâm khách quan Trí tuệ khách quan của mình Mình chiêm nghiệm vào gì và khổ và tập và diệt và đạo. Nhờ cái tư duy như vậy mà gì? Mà những cái nghiệp liên quan tới thân nhỏ nhỏ bỏ hết, chỉ còn ba cái chưa có bỏ nổi. Đó là sát sinh là trộm cướp, dục tà hành chưa có bỏ nổi. Ba anh đó là phải hành động tu tập mới loại trừ được. Còn còn những cái khác đều bỏ được hết rồi. À, và trên phương diện tôn vinh mạng sống trướng dưỡng mạng sống trướng dưỡng mạng căn theo cái cách là ngược lại với chân lý sai với chân lý đó gọi là tà mạng chứ à, xin lỗi tà tà nghiệp chứ không có nghĩ rằng tà nghiệp ở đây chính là gì là ngờ nghiệp sai trái ngờ nghiệp tà vậy không hiểu theo cách đó ha đó là nội dung Phật pháp hết sức là căn bản mà mong rằng sau này chúng ta cố gắng hiểu cho đúng với những gì Đức Phật đã dạy. Chúng ta dừng ngắn đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phật hiện thân ở đời Như hoa ưu đàm bát Bạn vật đều vô thường Lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời